Kính chào và cảm ơn quý vị và các bạn theo dõi trang địa phương huyện Tân Lạc do Trung tâm Văn hóa Thể thao và Truyền thông thực hiện. Trong chương trình hôm nay sẽ có những nội dung đáng chú ý sau. Hội nghị triển khai về xây dựng các xã vùng cao huyện Tân Lạc trở thành du lịch cấp tỉnh vào năm 2030, tầm nhìn đến năm 2050. Chương trình thăm khám và tư vấn sức khỏe cho phụ nữ vùng khó khăn. Giao lưu tọa đàm người truyền lửa. Phóng sự trường mầm non Phong Phú, xã Phong Phú, nâng cao chất lượng chăm sóc giáo dục trẻ. Vừa qua, Ban soạn thảo nghị quyết huyện Tân Lạc tổ chức hội nghị cho ý kiến và dự thảo nghị quyết tham mưu cho Ban thường vụ tỉnh ủy ban hành nghị quyết về xây dựng các xã vùng cao huyện Tân Lạc trở thành du lịch cấp tỉnh vào năm 2030, tầm nhìn đến năm 2050. Đồng chí Lê Chí Huyên, Ủy viên Ban thường vụ huyện ủy, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân huyện dự chủ trì hội nghị. Theo báo cáo thuyết minh đề án xây dựng các xã vùng cao huyện Tân Lạc trở thành du lịch cấp tỉnh vào năm 2030, tầm nhìn đến năm 2050. Ba xã vùng cao Vân Sơn, Quyết Chiến, Ngổ Luông có diện tích tự nhiên trên 12.000 hecta, có độ cao trung bình 600 đến 800 m so với mặt nước biển, dân số khoảng 8.700 người, có khí hậu mát mẻ. Nơi đây sở hữu tài nguyên du lịch tương đối đa dạng như động Nam Sơn, xã Vân Sơn đã được xếp hạng di tích cấp quốc gia, Hang Kiến đã được xếp hạng di tích cấp tỉnh, Thác Thung, khu bảo tồn thiên nhiên Ngọc Sơn, Ngổ Luông, đỉnh Lũng Vân. Các điểm có cảnh quan đẹp như Nà Khao, Thung Tồm, Bù Pát. Cùng với khí hậu ôn hòa, các điều kiện tự nhiên được thiên nhiên ưu đãi có tiềm năng phát triển du lịch sinh thái gắn với thắng cảnh thiên nhiên và du lịch nghỉ dưỡng, du lịch văn hóa gắn với bản sắc văn hóa người Mường. Tập trung ưu tiên phát triển công nghiệp chế biến, xây dựng, hoàn thiện kết cấu hạ tầng, kinh tế xã hội, hạ tầng giao thông và hạ tầng nông thôn, tăng cường thu hút đầu tư phát triển du lịch, phát triển đa dạng hóa và nâng tầm chất lượng dịch vụ du lịch, từng bước nâng cao đời sống vật chất, tinh thần của nhân dân, nhất là khu vực nông thôn gắn với giảm nghèo bền vững. Phát biểu kết luận hội nghị, đồng chí Lê Chí Huyên, Ủy viên Ban Thường vụ Huyện ủy, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân huyện, đánh giá cao những ý kiến góp ý rất sâu sắc, trách nhiệm, tâm huyết của các thành viên. Văn phòng phối hợp với Phòng Văn hóa, Thông tin tổng hợp những ý kiến đóng góp của các thành viên để thống nhất lại các tên gọi, địa danh cho chính xác. Phòng Văn hóa Thông tin phối hợp với đơn vị tư vấn để trao đổi thống nhất giữa các bên theo từng lĩnh vực, địa phương, ra soát tổng thể nội dung, định hướng phát triển để chỉnh sửa khung dự thảo, trong đó tập trung vào phát triển du lịch sinh thái và du lịch cộng đồng. Các thành viên tiếp tục nghiên cứu tham mưu cho Ủy ban Nhân dân huyện kế hoạch tiếp theo. Vừa qua, Ban Chỉ huy Quân sự huyện Tân Lạc tổ chức lễ khởi công xây dựng nhà tình nghĩa tặng gia đình bà Bùi Thị Héo, làm mẹ liệt sĩ Bùi Văn Cảnh tại xóm Đá, xã Lộ Sơn. Đến dự buổi lễ có đồng chí Lê Chí Huyên, Ủy viên Ban Thường vụ Huyện ủy, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân huyện, Trưởng Ban Chỉ đạo chăm sóc người có công huyện; đồng chí Thượng tá Bùi Văn Linh, Ủy viên Ban Thường vụ Huyện ủy, Chỉ huy trưởng Ban Chỉ huy Quân sự huyện cùng đại diện các ban ngành đoàn thể xã Lộ Sơn. Bà Bùi Thị Héo sinh được 6 người con. Người con trai cả là liệt sĩ Bùi Văn Cảnh, tham gia kháng chiến, hy sinh ở chiến trường Tây Nam năm 1978. Hiện tại bà Bùi Thị Héo tuổi cao sức yếu, mọi sinh hoạt, cuộc sống phải nhờ vào sự chăm sóc của các con và người thân. Ngôi nhà gia đình bà Héo đang ở đã được xây dựng khá lâu, hiện đã xuống cấp, không đảm bảo an toàn, đặc biệt trong mùa mưa bão. Trước hoàn cảnh đó, Ban Chỉ huy Quân sự huyện hỗ trợ xây dựng căn nhà cấp 4 với diện tích 75m², tổng kinh phí xây dựng 250 triệu đồng. Trong đó, Ban Chỉ huy Quân sự huyện hỗ trợ 20 triệu đồng, 80 triệu đến từ nguồn hỗ trợ của lực lượng vũ trang nhân dân huyện Tân Lạc, 150 triệu do gia đình, người thân đóng góp. Phát biểu tại buổi lễ, đồng chí Lê Chí Huyên, Ủy viên Ban Thường vụ Huyện ủy, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân huyện, Trưởng Ban Chỉ đạo chăm sóc người có công huyện nhấn mạnh, đây là hoạt động vô cùng ý nghĩa, thể hiện đạo lý uống nước nhớ nguồn, tri ân những gia đình chính sách, gia đình có công với cách mạng, để họ có ngôi nhà khang trang, cuộc sống ổn định, phát triển kinh tế, xây dựng quê hương. Dự kiến căn nhà sẽ được hoàn thành và bàn giao vào dịp kỷ niệm 75 năm Ngày Thương binh Liệt sĩ 27 tháng 7 năm 1947, 27 tháng 7 năm 2022. Sáng ngày 23 tháng 4 năm 2022, tại trạm y tế xã Ngổ Luông, huyện Tân Lạc, Ban Thường vụ Hội Liên hiệp Phụ nữ huyện phối hợp với Trung tâm Y tế huyện tổ chức chương trình thăm khám và tư vấn sức khỏe miễn phí cho phụ nữ vùng khó khăn. Tại buổi thăm khám bệnh và tư vấn sức khỏe miễn phí cho các chị em hội viên phụ nữ,
Các y bác sĩ của Trung tâm Y tế huyện đã thăm khám cho hơn 150 lượt chị em hội viên phụ nữ xã Ngổ Luông. Chị em đến khám đều được lấy thông tin, đo huyết áp, siêu âm, kiểm tra phụ khoa. Với sản phụ mang thai sẽ được siêu âm thai kỳ và tư vấn cặn kẽ về chăm sóc sức khỏe sinh sản, chế độ dinh dưỡng. Những trường hợp phát hiện bệnh lý sản phụ khoa sẽ được giới thiệu lên bệnh viện tuyến trên để điều trị kịp thời. Chương trình nhằm tạo điều kiện cho phụ nữ vùng khó khăn có điều kiện tiếp cận nhiều hơn với các dịch vụ chăm sóc sức khỏe, qua đó nâng cao nhận thức cho người dân, đặc biệt là hội viên phụ nữ về các vấn đề chăm sóc, bảo vệ sức khỏe của bản thân và người thân trong gia đình, phát triển kinh tế và xây dựng gia đình hạnh phúc. Vừa qua tại nhà văn hóa khu Mường Voi, Hội Liên hiệp Phụ nữ thị trấn Mãn Đức tổ chức lễ ra mắt câu lạc bộ giữ gìn và phát huy bản sắc văn hóa dân tộc Mường và mô hình làng quê an toàn cho phụ nữ và trẻ em. Câu lạc bộ giữ gìn và phát huy bản sắc văn hóa dân tộc Mường được thành lập nhằm giữ gìn và phát huy bản sắc văn hóa của đồng bào dân tộc Mường như trang phục, nhạc cụ, công cụ lao động, các trò chơi truyền thống, phục dựng các bài dân ca Mường, văn hóa ẩm thực dân tộc Mường, đáp ứng nhu cầu sáng tạo và hưởng thụ văn hóa, văn nghệ của hội viên phụ nữ và nhân dân. Câu lạc bộ được thành lập gồm 30 thành viên là hội viên phụ nữ các khu phố trên địa bàn thị trấn. Đây là sân chơi giao lưu văn hóa, văn nghệ cho hội viên phụ nữ và nhân dân, phát huy tinh thần đoàn kết, động viên nhân dân chấp hành tốt các chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của nhà nước. Cũng tại buổi lễ, Hội Liên hiệp Phụ nữ thị trấn đã ra mắt mô hình làng quê an toàn cho phụ nữ và trẻ em. Mô hình được Ủy ban nhân dân thị trấn Mãn Đức ra quyết định thành lập với mục đích huy động sự tham gia của cán bộ hội viên phụ nữ và cộng đồng trong việc thúc đẩy bình đẳng giới và ngăn ngừa bạo lực đối với phụ nữ và trẻ em. Trao quyền cho các thành viên để trở thành tình nguyện viên trong cộng đồng, tham gia và tổ chức các hoạt động đảm bảo an toàn cho phụ nữ và trẻ em tại địa phương, hướng tới phá vỡ sự im lặng và sẵn sàng lên tiếng về tình trạng bạo lực trên cơ sở giới có liên quan đến xâm hại tình dục trẻ em, bạo lực học đường, bạo lực gia đình thông qua sinh hoạt tại mô hình. Tại lễ ra mắt, các hội viên câu lạc bộ giữ gìn và phát huy bản sắc văn hóa dân tộc Mường đã trình diễn một số tiết mục văn nghệ đặc sắc như hòa tấu các nhạc cụ, hòa tấu chiêng Mường. Vừa qua, trường phổ thông dân tộc nội trú Trung học cơ sở và Trung học phổ thông Tân Lạc đã tổ chức buổi giao lưu tọa đàm người truyền lửa nhằm tư vấn hướng nghiệp, tư vấn tuyển sinh đại học cao đẳng, thắp sáng ước mơ tuổi trẻ cho các em học sinh lớp 12 trên địa bàn huyện Tân Lạc và trường phổ thông dân tộc nội trú Trung học cơ sở, Trung học phổ thông huyện Lạc Sơn. Trong xã hội hiện đại không ngừng thay đổi, với những biến chuyển của thị trường và sự ưu tiên của các ngành nghề đang trở thành một vấn đề lớn mà hầu hết học sinh, sinh viên quan tâm trong quá trình chọn trường, chọn ngành. Tại buổi tọa đàm có sự tham gia của các thầy cô giáo, hiệu trưởng, trưởng khoa của trường Đại học Sư phạm Hà Nội, cao đẳng FPT và các đơn vị đồng hành đã cung cấp cho học sinh thông tin về kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông, thi tuyển sinh đại học cao đẳng, định hướng nghề nghiệp, cung cấp những thông tin về thị trường lao động, tình hình việc làm của sinh viên tốt nghiệp sau khi ra trường. Các em học sinh tham dự tọa đàm đã đặt những câu hỏi, trao đổi trực tiếp, tương tác với thầy cô giáo để làm rõ một số thông tin, xu hướng chọn nghề khi các bạn tốt nghiệp trung học phổ thông. Buổi giao lưu tọa đàm là cơ hội để các em học sinh có được những thông tin chính xác, đáng tin cậy trên con đường tìm kiếm và lựa chọn nghề nghiệp phù hợp với bản thân trong tương lai. Từ đó giúp các em không bỡ ngỡ, vững tin hơn vào con đường mình lựa chọn. Thấm nhuần lời dạy của Bác Hồ, vì lợi ích 10 năm thì phải trồng cây, vì lợi ích 100 năm thì phải trồng người. Những năm qua, trường mầm non Phong Phú, xã Phong Phú, huyện Tân Lạc đã tập trung đổi mới, thực hiện đồng bộ các giải pháp nâng cao chất lượng giáo dục toàn diện, đội ngũ cán bộ, giáo viên tâm huyết, yêu nghề, mến trẻ, tích cực học tập, nâng cao trình độ chuyên môn, phát huy sáng kiến, ứng dụng khoa học công nghệ vào giảng dạy, chăm sóc giáo dục trẻ. Nhiều năm liền, trường luôn là đơn vị đứng trong top đầu các trường mầm non trong huyện. Năm học 2021-2022, nhà trường có tổng số 33 cán bộ, giáo viên với 296 trẻ và 12 nhóm lớp. Năm học diễn ra trong điều kiện dịch bệnh COVID-19 đang diễn biến phức tạp, nên ngay từ đầu năm học, nhà trường đã linh hoạt triển khai đồng bộ nhiều biện pháp nhằm đảm bảo an toàn cho các cháu và cán bộ, giáo viên gắn với nhiệm vụ năm học, với mục tiêu kép vừa dạy và học, vừa phòng chống dịch bệnh COVID-19 hiệu quả. Ngay từ những ngày đầu năm học, nhà trường đã xây dựng kế hoạch trường mầm non lấy trẻ làm trung tâm và thực hiện kế hoạch với mục tiêu là tạo mọi điều kiện để trẻ được chủ động, sáng tạo, tư duy tích cực trong các hoạt động, góp phần phát triển toàn diện các kỹ năng,
theo chuẩn chương trình giáo dục mầm non. Để đạt được kết quả đó, các giáo viên nhà trường thường xuyên nghiên cứu, tìm tòi, sáng tạo trong công tác chăm sóc, nuôi dưỡng và giáo dục trẻ. Đối với nhóm trẻ 5-6 tuổi là nhóm trẻ cần quan tâm đến công tác giáo dục thường xuyên. Nhà trường đã thường xuyên đẩy mạnh công tác giáo dục trẻ với 100% giáo viên đạt chuẩn. Nhà trường luôn tập trung đổi mới công tác quản lý, đổi mới thực hiện kỷ cương, nền nếp chuyên môn, chú trọng bồi dưỡng chuyên môn cho cán bộ, giáo viên, đổi mới phương pháp giảng dạy cho trẻ, để trẻ vững bước vào lớp 1. Chúng tôi đã thực hiện chương trình giáo dục theo chương trình giáo dục mầm non theo 5 lĩnh vực phát triển để cho các con phát triển toàn diện về các lĩnh vực như là phát triển về thể chất, về nhận thức, về ngôn ngữ, về thẩm mỹ, về tình cảm kỹ năng xã hội ạ. Và đặc biệt là với các con ở lớp 5 tuổi thì chúng em đã chú trọng về chữ cái, chữ số và các kỹ năng tự phục vụ. Với phương châm mỗi ngày đến trường là một ngày vui, bằng tấm lòng yêu nghề và tình yêu thương dành cho trẻ, nhà trường đã tăng cường cho trẻ tham gia các trò chơi vận động, trò chơi dân gian ở ngoài trời nhằm phát triển thể chất cho trẻ. Thường xuyên thông báo cho phụ huynh về tình hình sức khỏe của trẻ để các bậc phụ huynh cùng phối hợp với nhà trường chăm sóc trẻ. Hướng dẫn phụ huynh các biện pháp chăm sóc trẻ theo khoa học. Luôn hỗ trợ lẫn nhau để chăm sóc cho trẻ và tạo được sự thân thiết đối với trẻ. Nhờ đó đã tạo được sự tin tưởng, ủng hộ của phụ huynh học sinh và đã tạo cho các bé sự thân thiện, gần gũi và có khí thế mỗi khi đến lớp. Con rất thích đi học ạ. Ở lớp, cô giáo dạy con học múa, học hát, học chữ cái. Con được chơi với các bạn, con rất là vui ạ. Hiện 100% các cháu đều ăn bán trú tại trường. 100% trẻ đến trường được cân đo theo định kỳ. Qua kiểm tra, đánh giá, tỷ lệ trẻ chuyên cần đạt 98,8%. 100% trẻ ra lớp được đảm bảo an toàn tuyệt đối, được thực hiện đầy đủ các quy định về chăm sóc, bảo vệ sức khỏe. 100% cháu đạt bé khỏe, bé ngoan. 12 giáo viên được kiểm tra và được xếp loại khá tốt. Trong năm học, nhà trường đã tổ chức các hội thi và các hoạt động trải nghiệm như hội thi bé về an toàn giao thông, tổ chức hoạt động cho trẻ trải nghiệm ngày hội, ngày lễ trong dịp Tết Trung Thu, Tết Nguyên đán. Qua đó giúp giáo dục đạo đức và hình thành kỹ năng sống, hành vi phù hợp với từng độ tuổi của trẻ. Để duy trì chất lượng chăm sóc nuôi dưỡng giáo dục trẻ ở tại trường mầm non Phong Phú thì chúng tôi luôn có cái kế hoạch giai đoạn lộ trình, tức là có kế hoạch dài hạn, ngắn hạn, trung hạn cụ thể để chúng tôi thực hiện cái mục tiêu chất lượng nuôi dưỡng chăm sóc giáo dục trẻ phù hợp với cái điều kiện thực tế của trẻ và của địa phương, của nhà trường. Cụ thể chúng tôi đã có kế hoạch chi tiết cụ thể cho từng năm học về cái tỷ lệ huy động trẻ ra lớp cũng như là cái chất lượng nuôi dưỡng chăm sóc giáo dục trẻ theo từng năm học, đảm bảo phù hợp với mục tiêu phát triển kinh tế xã hội địa phương của địa bàn xã Phong Phú. Với sự cố gắng không ngừng, trường mầm non Phong Phú đã vinh dự đón nhận các danh hiệu tập thể lao động xuất sắc và nhiều năm được Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh tặng bằng khen. Đây là niềm vui, là động lực để nhà trường tiếp tục vươn lên, không ngừng nâng cao chất lượng chăm sóc, nuôi dưỡng, giáo dục trẻ, đưa sự nghiệp chồng người của quê hương ngày càng phát triển. Quý vị và các bạn thân mến, những thông tin vừa rồi đã khép lại chương trình Trang địa phương huyện Tân Lạc do Trung tâm Văn hóa Thể thao và Truyền thông thực hiện. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Thân ái chào tạm biệt.